Hello, thì hôm nay là Giáng sinh rồi các bạn nhỉ. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đạt Trang đây. Và trong video trước thì mình đã nói cho các bạn về những đặc điểm và thuộc tính của kỳ dữ liệu stream. Và trong video hôm nay thì mình sẽ nói cho các bạn nhiều và sâu hơn về kỳ dữ liệu stream, cũng như là cách để biến đổi hoặc là chỉnh sửa giá trị có kỳ dữ liệu là dạng stream nha. Và không cần chờ gì nữa, giờ bắt đầu nào. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu nhận lệnh đó thì chúng ta không phải tạo một biến trước, là ví dụ a bằng dạng string nào đó, chúng ta có thể ghi là hello my name is my and I am 30 years old. Như vậy được, mình có thể thêm cái dấu phẩy ở chỗ đây. Vậy giờ chúng ta có thể bắt đầu cái lệnh đầu tiên. Đầu tiên chúng ta sẽ học đó chính là lệnh upper. Thì đây chúng ta muốn cho cái biến e ấy, chúng ta vừa làm cho nó in hoa hết, mà chúng ta thấy nó dài vậy, chúng ta không muốn nó in hoa thì chúng ta có thể làm như thế này. Chúng ta có thể ghi e bằng chống upper. Thì hàm upper là cái là một cái hàm giúp cho biến đổi một cái giá trị dạng string nào đó trở nên in hoa hết, giống như chữ y thương ấy, thì nó sẽ tự động chuyển sang in hoa hết. Chúng ta để ghi e bằng e trong upper, nghĩa là e bằng chính cái biến e đó nhưng nó để in hoa. Giờ chúng ta sẽ in ra e chạy, chúng ta sẽ nhấn nút chạy và chúng ta sẽ thấy rằng đây, thì chúng ta đã thấy rằng lần nó đã chạy và nó kết vẽ là hello my name is Mike and I am 7 years old và nó đều được in hoa hết. Như vậy còn nếu chúng ta đỡ thuận cái này đi, coi như là đỡ cho nó thành ghi chú, thì khi chạy thì nó sẽ trở thành hello my name is Mike. Đây, hello my name is Mike and I am 7 years old, nhưng nó như cái biến dữ liệu ban đầu mà chúng ta biết. Như vậy đó. Còn nếu chúng ta muốn cái đó, còn ví dụ nếu chúng ta ghi là hello my name is Mike and I am 13 years old, nhưng nó được in hoa hết, chúng ta muốn cho nó kiểu in thừa hết, thì chúng ta có thêm cái lệnh nữa, đó chính là lệnh lower. Thì cái hàm lower này sẽ khiến cho một cái dữ liệu, một cái giá trị mà có kiểu dữ liệu là string đều có tất cả các từ đều là chữ in thừa, và khi chúng ta chạy và pop tất cả những cái dòng chữ string này nó sẽ đều bị biến thành chữ in thừa hết. Như vậy đó, các bạn có thể dùng cái này cho những cái lúc mà đang nói thì chúng ta có thể dựa vào nó để mà biểu diễn nó nói to hay nhỏ, cũng dựa vào cái chữ in thương và chữ in đậm. Hoặc các bạn có thể làm những cái điều khác cho cái chữ in đậm hoặc chữ in thương, như là cho nó viết một cách lịch sự hơn. Giờ chúng ta sẽ đến cái tiếp theo. Thì các bạn thấy là thắc mắc kiểu khi chúng ta nhập ký gì đó, chúng ta cứ ghi ok, chúng ta lựa đợi dấu cách ở giữa mấy cái này. Đấy, chúng ta cứ đợi dấu cách ở bên đây, chúng ta cho mình đợi vậy, chúng ta in ra và các bạn cứ thấy ok n và các bạn thấy chữ ok ấy nó không có ở bên trái không, là chúng ta xem lại rồi chúng ta thì thấy có mấy cái ô chấm. Nó cũng thường hay diễn ra cho cái việc mà đặt mật khẩu, khi mà chúng ta lỡ thêm dấu cách là nó tính là sai luôn. Nó một khi nó có dấu cách vô thì nó sẽ không đúng với cái điều kiện mà chúng ta đặt cách cho. Thì chúng ta có cách nào để loại bỏ mấy cái dấu cách đó không? Thì chúng ta đã có, chúng ta sử dụng lệnh
strip sẽ giúp chúng ta trong cái việc sẽ giúp chúng thêm này sẽ giúp chúng ta trong cái việc là loại bỏ hết những cái khoảng trống thừa mà ở đầu hoặc cuối đuôi của cái giá trị đó. Và khi chúng ta chạy, các bạn đã thấy ok and với chữ ok nó để ở bên trái cùng, có nghĩa là không có cái khoảng cách nào ở bên trái chữ ok hoặc là ở bên phải and nữa như vậy. Nhưng nó lại thì nó sẽ không, một khi chúng ta dạng ra ok và and này đi, và khi chạy thì chúng ta thấy nó vẫn dạng dài ra trong có số. Thì lưu ý cái lệnh này nó chỉ loại trừ hoặc về loại bỏ những cái khoảng cách ở đầu hoặc cuối đuôi đỡ phải làm thừa hoặc là làm bừa bộn thêm như vậy đó. Chúng ta sẽ có cái lệnh tiếp theo nếu mà chúng ta muốn hoán đổi ký tự của một cái này, nếu mà chúng ta viết lộn như thế này, chúng ta kiểu nếu các chúng ta muốn như vậy, đây chúng ta sẽ thay đổi đây thành hello world, nhưng chữ O đây thành chữ E và chữ Y đây thành chữ, đây chữ O đây thành chữ E hết luôn. Hello world thì lúc đó chúng ta có cái hàm khác, đó chính là cái hàm replace. Thì hàm replace này nó sẽ giúp chúng ta trong việc thay đổi hết tất cả các cái ký tự của nào đấy mà chúng ta muốn thay đổi thành cái một cái giá trị khác mà chúng ta muốn thay đổi như thế này. Giống như chữ E này phải qua thành chữ O. Và khi chúng ta chạy, các bạn thấy không? Kết quả nó sẽ là hello world. Nó không còn là, nó sẽ thành hello world luôn, chứ nó không còn là hello world chữ vậy đó. Nó có thể chỉnh mấy khác như chữ Y, chữ Y thành chữ O. Thì các bạn thấy chữ hello là nó có chữ Y ở ký tự ở vị trí thứ hai, thì khi chạy nó sẽ thành hello world như vậy đó. Thì nó có thể đổi chữ H thành chữ C. Khi chúng ta chạy nó sẽ thành nó sẽ không có tính được, bởi vì chữ H này là chữ in thường chứ không phải là còn trong giá trị là chữ in hoa, nên chúng ta phải lưu ý cái điều đó nha. Nó sẽ không có thay đổi chung, nếu mà nó mặc dù nó là chữ in hoa hay thường thì bắt đầu sẽ phân biệt. Đây chúng ta đợi in hoa lên thì nó sẽ thành celebrate như vậy đó. Và chúng ta có thêm một cái khác nữa rất là thú vị, và nó cũng có thể giúp nhiều người trong kia trong những việc khác nhau hẹn nâng cao. Thì chúng ta cứ vậy đi, chúng ta thay đổi biến E đây thành để Sony 13 giống như chúng ta muốn nhập một cái để là một cái danh sách cái tên của từng đứa trẻ như Johnny 3, Mai 13, Lan 10 hoặc là Kim 15. Chúng ta để in hoa mấy cái chữ ký tự đầu cho nó in riêng. Và đây giờ chúng ta bỏ cái này đi. Giờ chúng ta chạy thì chúng ta sẽ thấy nó in là Johnny 13, Mai 13, Lan 10 và Kim 15. Bây giờ chúng ta muốn đợi nó vô trong một cái dạng list, kiểu như một cái kiểu danh sách. Thì kiểu danh sách thì mình sẽ chỉ cho các bạn vào những cái video sau. Nhưng mà hôm nay mình chỉ nói cho các bạn một cách để mà biến đổi thôi. Thì cái lệnh split này sẽ giúp chúng ta trong việc là phân biệt, tìm những cái ký tự mà nó có phân biệt, và ta sẽ tách những cái từ ở giữa những ký tự phân biệt đó. Và khi chúng ta chạy thì các bạn thấy nó sẽ lẹ đi một chút so với dạng string. Đó chính là dạng list, kiểu như là dạng danh sách. Ở đây nó kia cái phần tử thứ nhất là Sony, cái thứ hai 13 phải, cái thứ hai Mai và cái tiếp theo 13. Còn nếu chúng ta muốn tranh Johnny cái tên và cái tuổi ghép lại với nhau, nó có thể ghi dấu phẩy. Lúc đó nó sẽ phân biệt, và mỗi lần khi hệ thống nó thấy dấu phẩy ấy thì nó sẽ loại bỏ dấu phẩy đi,
và lấy mấy cái từ ở giữa những dấu phẩy đó, ở giữa những dấu phẩy đó đờ mà đờ vô danh sách như vậy. Training 13 nó lại ghép lại với nhau thành một string luôn, chứ không phải là hai string riêng biệt. Và mọi cái string này mà ở giữa được cách phân biệt bởi cái dấu phẩy thì được chuyển sang thành những cái string riêng biệt nhau như vậy. Nhưng ví dụ như thế này, chúng ta ghi hello world lại đi, chúng ta chạy thì nó chỉ bình thường, nhưng một chúng ta chạy bình thường, chúng ta ghi dấu phẩy thì nó sẽ không có chạy gì hết, bởi vì nó trong này nó không có dấu phẩy, nó sẽ không có phân biệt cái gì hết. Chúng ta ghi dấu cách đi, nó sẽ cách ra chữ hello với chữ world. Nhưng nếu chúng ta lỡ đỡ những cái khoảng trống ở bên này ấy, như hai ổ cắm bên trái với một ô trống bên phải đầu đuôi, thì khi chạy chúng ta thấy nó để tìm ba cái phần tử mới. Hai cái phần tử ở đầu đuôi là hai cái giá trị string với không có dữ liệu nào hết, chỉ có dấu nháy thôi, dấu nháy kép. Và bên phải cũng vậy, cho các bạn hãy cẩn thận khi mà dùng này. Nhưng mà nếu các bạn muốn bỏ mấy cái này thì chúng ta cũng đã có cách bằng cách dùng cái hàm lúc này chúng ta để dùng như thế này. Đầu tiên chúng ta ghi a bằng, chúng ta ghi thêm một cái ở trước khi chúng ta chuyển nó sang dạng list là a chấm strip, là nó sẽ xóa mấy cái khoảng trống ở đầu dòng và cuối dòng, rồi khi chạy nó sẽ ra hello world thôi, hai cái phần tử thôi, như vậy đó. Thì đó cũng là hết, đó cũng là những cái cách để mà chỉnh sửa hay là biến đổi một cái giá trị nào đó kiểu dạng string. Thì nếu các bạn thấy video này thì các bạn nhớ nhấn like, share, subscribe hoặc là nhấn nút chuông đăng ký để mà có thể nhận được nhiều video mới nha. Và giờ xin chào các bạn và tạm biệt, chúc Giáng sinh vui vẻ.